Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thiếu niên nhi đồng từ nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Người, lớp lớp thế hệ thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định đã cố gắng trong học tập và làm nhiều việc có ích, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những hoạt động sôi nổi của đội thiếu niên tiền phong trường Trung học cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2020. Trách nhiệm, thông minh, nhanh nhẹn, đó là những cảm nhận của các thầy cô giáo và bạn bè trong trường đối với liên đội trưởng Trần Nhật Anh, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định. Xác định trách nhiệm của bản thân, những năm qua, Nhật Anh luôn là tấm gương sáng trong học tập và tham gia sôi nổi các hoạt động chung của nhà trường, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Ghi nhớ lời dạy của bác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, Nhật Anh luôn quan tâm, để ý sát sao và hoàn thành tốt những công việc được giao trong khả năng của mình. Bản thân em là một liên đội trưởng được mọi người tin tưởng và bầu chọn. Thì trước hết, đối với bản thân em phải đặt việc học lên hàng đầu. Nhất là em còn phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Về với phần công việc của nhà trường thì em luôn cố gắng hoàn thành hết mọi công việc được giao. Và em luôn đồng hành cùng cô tổng phụ trách để sát sao cũng như là theo dõi các hoạt động của các bạn đội viên trong nhà trường. Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Trần Bích San có 914 học sinh là đội viên của đội thiếu niên tiền phong. Gắn việc học tập và làm theo bác phù hợp với lứa tuổi, các thầy cô giáo trong nhà trường luôn căn dặn các em học sinh ghi nhớ 5 điều bác Hồ dạy, đặc biệt là trong học tập và sinh hoạt. Các phong trào hoạt động đội như tuổi nhỏ chí lớn, kế hoạch nhỏ, điểm 10 dâng bác diễn ra sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, thu hút sự tham gia thi đua hào hứng sôi nổi giữa học sinh với học sinh, lớp với lớp, góp phần giúp trường Trung học cơ sở Trần Bích San đạt những thành tích cao qua các năm học. Và với cương vị là cô tổng phụ trách đội, là người lên kế hoạch cũng như là trực tiếp tổ chức triển khai các chương trình hoạt động của đội thiếu niên trong nhà trường, và tôi luôn đề ra các hoạt động cụ thể cho liên đội Trung học cơ sở Trần Bích San, và dựa trên những cái chỉ đạo của sở, của phòng giáo dục và các thành đoàn Nam Định, ban giám hiệu nhà trường, và đặc biệt là trong việc hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì liên đội luôn luôn là tổ chức các chương trình trải nghiệm để các con thực hiện tốt cái phần kỹ năng sống của mình, cũng như tham gia vào cái lễ hội bánh chưng xanh để các con hiểu được cái truyền thống của dân tộc. Và ngoài ra là các con sẽ được tham gia trải nghiệm là làm những thời trang từ những cái phế liệu, phế thải và rất nhiều các hoạt động khác. Qua các phong trào hoạt động sôi nổi của học sinh trong nhà trường, năm học 2018-2019, trường Trung học cơ sở Trần Bích San vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu trường tiên tiến. Liên đội liên tục hoàn thành nhiệm vụ và được tỉnh đoàn Nam Định trao tặng giấy khen liên đội vững mạnh. Những cố gắng của thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định đã đóng góp cùng lớp lớp thế hệ thiếu nhi cả nước tiếp tục đẩy mạnh phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tạo động lực để các em không ngừng rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên, thúc đẩy sự phát triển phong trào đội trong nhà trường.